Tích nước hồ chứa gây động đất khủng khiếp ở Kon Tum. Bạn đang xem kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. Chiều ngày 24 tháng 8, Ban chỉ đạo về phòng chống thiên tai tổ chức họp trực tuyến bàn giải pháp ứng phó với tình hình động đất xảy ra trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong những ngày qua. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Kon Tum, nhất là huyện Kon Plong, thường xuyên xảy ra động đất với xu thế gia tăng cả về tần suất và cường độ. Từ năm 1903 đến năm 2020, 117 năm, ghi nhận 33 trận động đất có độ lớn từ 2,5 đến 3,9 độ Richter. Còn từ tháng 2 năm 2021 đến nay, động đất xuất hiện và có xu hướng gia tăng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Từ ngày 15 đến 28 tháng 4, đã xảy ra liên tiếp 41 trận có độ lớn 2,5 đến 4,5 độ Richter. Đặc biệt từ ngày 23 đến 24 tháng 8, ghi nhận 12 trận động đất có độ lớn 2,5 đến 4,7 độ Richter. Trong đó trận động đất lúc 14 giờ 8 phút ngày 23 tháng 8, mạnh đến 4,7 độ Richter, cường độ lớn chưa từng có từ trước đến nay. Trận động đất đầu giờ chiều ngày 23 tháng 8 gây rung chấn trong khu vực huyện Kon Plong và các địa phương lân cận như Quảng Nam, Đà Nẵng. Theo nhận định sơ bộ của Viện Vật lý Địa cầu, cường độ động đất trong khu vực có thể lên tới 5,5 độ Richter. Theo ông Phạm Thế Truyền, Giám đốc Trung tâm Báo tin Động đất và Sóng thần thuộc Viện Vật lý Địa cầu, nguyên nhân dẫn đến các trận động đất trên có thể đến từ việc xây dựng và tích nước các hồ chứa. Tuy nhiên, đây chỉ là một khía cạnh tác động và cần có nghiên cứu cụ thể hơn. Ông Trần Quang Hoài, Phó trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, đề nghị các bộ ngành, tỉnh Kon Tum tiếp tục triển khai nghiêm túc công điện của Thủ tướng về ứng phó với động đất. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Kon Tum, Quảng Nam kiểm tra, đánh giá thiệt hại của trận động đất, đồng thời huy động nguồn lực hỗ trợ những hộ dân bị thiệt hại. Đối với Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tập đoàn Điện lực Việt Nam sớm đánh giá ảnh hưởng của động đất, triển khai các biện pháp để đảm bảo an toàn hồ đập, đồng thời xem xét việc tích nước các hồ chứa trên cơ sở xác định nguyên nhân của Viện Vật lý Địa cầu.